Chào cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Hôm nay thì đến với bài kiển của anh Tâm ha. Địa chỉ ở xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Thì hôm nay vườn của anh Tâm có lên giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình một lô mai giống mai ghép giúp xuông mình lại nè. Cúc thọ hương này, nhị ngọc tần cô chú anh chị ha. Giá cực kỳ yêu thương luôn. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cái nào giá cả hợp lý mình ủng hộ cho vườn của anh Tâm nha. Rồi không là mất thời gian nữa ha. Em mời cô chú anh chị mình vào clip gặp luôn anh Tâm, nên anh Tâm chào giới thiệu và giao lưu luôn nha. Dạ rồi, em chào anh Tâm ạ. Dạ, chào bạn, chào cô chú anh chị em xem kênh. Nay em cũng có lên số mai giống như số bông mình lợi á, nó nhị ngọc tần với thọ hương. Rồi, Đó. vô cái đầu tiên ngày hôm nay luôn anh ha. Đó, cái ngày nay nói lép tước luôn Là mã số hả? mã 21T. Rồi. 21T là cũng một cây siêu bông mình lợi á. À, cái này cái tàn quá trời đẹp luôn cô chú anh chị ha. Củ đế này. Mình cái củ quá trời cái củ luôn cô chú anh chị. Rồi, tàn đều gan luôn ha. Cây già ha, lên nụ ngon lành nha cô chú anh chị. Cho em xin thông số cái này luôn anh ha. Quanh được 22, Rồi. cao 73, bán ngang nó 72, Rồi. cây 21 cho em giao lưu là 900 nha. Rồi, 900 ngàn bao ship ha. Rồi, mà đổi cây luôn nha. Mã số 22T. 22T là một cây siêu bông mình lợi. À, cây này tàn cũng rất là đẹp nha cô chú anh chị ha. Cây thì nó còn đi cơ đọt này ha. Bắt đầu giữa tháng 8 rồi mình đi phân từ từ mình làm nụ cô chú anh chị ha. Nếu cây nào ít nụ, còn cây này mấy cây mà nhiều nụ rồi thì mình không cần đi phân làm nụ ha. Mình đi phân làm nụ nhiều khi mấy cái nụ già nó sẽ nở hết nha cô chú anh chị. Đây, thông số luôn anh ha. Cây này thân lắc rất là dễ thương ha. Có đế luôn cô chú anh chị nè. Vành được 17 rưỡi. Rồi. Cao 63. Giá ngang nó 67. Rồi. Cây 22T em vô luôn là 800 rưỡi nha. Rồi, 800 rưỡi mình bao ship luôn anh ha. Dạ. Rồi, đổi cây luôn. Cây mã số. Mã số 23T. Rồi. Cũng là một cây siêu bông mình lợi luôn nha. Rồi. Cái này cái tàn được cũng dễ thương lắm nha cô chú anh chị ha. Vo già cô chú anh chị. Hàng này đa phần ghép là trên 1 năm hết nha. Chầu ghép chà bá luôn á. Rồi, cho em xin thông số cái này luôn anh ha. Hoàn được 15. Rồi. Cao 79. Giá ngang nó 70. Rồi. Cây 23T em vô lưu là 800 nha. Rồi, đổi cây luôn ha. Cây mã số 24T. 24T cũng là một cây siêu bông mình lợi. Rồi, cây này cái tàn rất là dễ thương luôn cô chú anh chị ha. Rồi, mấy cây này mà dằn dây ra một cái là cái tàn đẹp dữ lắm nha cô chú anh chị ha. Hàng này thì cho tết ok luôn á. Cái đế nè. Rồi, cho số thông số cái này luôn anh ha. Hoành được 12 rưỡi. Rồi, cũ nè, quá trời cái cũ luôn ha. Cao 77. Giá ngang nó 75. Rồi. Cây 24T giao lưu cũng là 800 nha. Rồi, mình đã cây luôn ha. Cây mã số 25T. 25T cũng là một cây siêu bông mình lợi. Cây này có cũ ha cô chú anh chị ha, mà cái tàn khủng khiếp cái tàn luôn cô chú anh chị ha. Đều đều. Thân co lắc nè cô chú anh chị ha. Đang buông chèo nè cô chú anh chị nhìn thấy ghiền luôn ha. Đi hết cơ đọt và ăn cơ đọt này nó mà làm nụ là vừa nha cô chú anh chị ha. Cũ nè. Rồi, thông số luôn anh ha. Cho mình lại dễ làm nụ lắm, bông nó cũng dễ đó cô chú anh chị ha. Hoành được 18, dễ nở đó. Trời ok lắm. Cao được 80. Rồi. Giá ngang nó 76. Rồi. Cây 25T em vô là 950 nha. Rồi, 950 bao ship ha. Yeah. Rồi mình đổi cây luôn nha. Cây mã số 26T. Rồi, cũng là một cây siêu bông mình lại. Rồi, cây này cái tàn cô chú anh chị ha. Cũ nè cô chú anh chị. Quá trời quá đất cái cũ luôn ha. Bệ luôn. Quá trời cái bệ luôn. Rồi, cho xin thông số cái này luôn anh ha. Cái tàn hơi xấu ha, mà vườn thanh lý xả rẻ rồi xả rẻ cái này cho cô chú anh chị mình luôn nha. Cao 57. Giá ngang nó 66. Rồi. Cây 26T vô đâu là 500 nha. Rồi 500 ngàn ha. Rồi mà đổi cây luôn nha. Cây mã số 27. 27T cũng là một cây siêu bông mình lợi nha. Rồi cái tàn khá là ok luôn cô chú anh chị ha. Cây vô dây rồi nè. Nút nụ lên cũng khá là đều rồi cô chú anh chị. Rồi, cho số thông số lên ha. Hoành được 17. Rồi. Cao 96. Giá ngang nó 58.
Rồi. Ok, 27T nằm vô là 550. Rồi, 550 ha. Đổi cái mã số. 28T. Rồi. Đây Thọ Hương à. Cúc Thọ Hương ha. Rồi, cái này cái thằng cũng xung xe nè cô chú anh chị. Rồi, thông số luôn ha. Quỳnh được 15,5. Rồi. Cao 59. Rồi. Sáng ăn nó 57. Rồi. Cái 28T giao luôn là 450 nha. Rồi, mình đổi cây luôn ha. Cây mã số. 29T. Rồi. Cũng là một cây nhiệt toàn. Vậy ngọc toàn của chú anh chị ha. Cái này thì bông nó có hai màu của chú anh chị ha, màu kem và màu vàng. Trạng thái hoa thì nó có bốn trạng thái hoa của chú anh chị ha. Và hoa vàng không nè, hoa kem nè, kem sọc vàng nè, hoặc là nửa nửa bông vàng, nửa bông kem ha. Rồi, cho xin thông số cái này luôn anh ha. Cây tàn rất là đều, tàn thông, dáng trực của chú anh chị ha. Vành được 12. Rồi. Cao được 48. Rồi. Nó ngang nó 63. Rồi. Rồi cái này mình giao luôn như đây anh. Cái này giao luôn là 700. Rồi 700 ngàn ha. Mình đổi cái luôn nha. Theo cây mã số 30T. 30T. 30T là một cây siêu bông bình lợi. Ồ, cái tàn khủng khiếp cái tàn luôn cô chú anh chị ơi. Cây này mà dằn dây ra mà một cái ha. Cây này cái tàn không nhức nách, em thua cái gì cũng thua. Cái tàn khủng khiếp cái tàn luôn cô chú anh chị. Cây rất là mạnh ha. Thân lắc nè, cái đường lắc nè. Rất là dễ thương luôn cô chú anh chị ơi. Rồi cho em thông số cái này luôn đi anh. Quỳnh được 20. Rồi, nút ngủ được cũng ngon lành ha. Cao 85. Sáng ngang nó 82. Rồi. Ok, 30T vô lưu là 1 triệu mốt nha. Rồi, 1 triệu mốt ha. Rồi, cây này gây cũng là cây cuối clip của em ngày hôm nay. Em cũng xin cảm ơn cô chú chị em xem kênh và ủng hộ em. Em chân thành cảm ơn. Rồi, muốn thay mặt cho kênh cũng như là anh Tâm ha. Cảm ơn cô chú anh chị mà đã theo dõi hết clip và ủng hộ cho anh Tâm trong những clip trước cũng như clip này. Thì rất mong cô chú anh chị mình xem được cây nào giá cả hợp lý mình ủng hộ cho vườn của anh Tâm nha. Em xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình ạ. À.